Rồi em chào anh em bà con nha. Thì hôm nay em cũng chia sẻ cái video mà về cái thu hoạch lúa nha anh bà con nha. Thì ở ba miếng mà em chia sẻ trên YouTube từ đầu vụ tới cuối vụ hiện tại bây giờ, thì cái này là em quay trước khi thu hoạch một bữa nha anh em con. Thì hiện tại bây giờ nó là 99 ngày anh con, thì nói chung là trong quá trình thu hoạch đó anh con, thì em cũng nói chung là đã thu hoạch xong hết trơn luôn rồi. Bắt đầu em mới chia sẻ. Em á, anh em á, có ấy thì anh em vô cái đường link mà em gửi dưới cái dưới phần mô tả anh em con. Thì em thường em quay trên đó là em phát trực tiếp trên Facebook để cho anh em mình thấy được cái năng suất trực tiếp luôn nha. Thì đây là ba miếng mà đầy thơm mà em chia sẻ anh em từ đầu vụ tới cuối vụ, thì bữa nay nó năng suất như thế nào và cái chi phí nó như nào nghe anh em con. Thì nói chung là tùy diện tích hiện tại tổng ba miếng này á, là nó tổng cộng là 32 công nha, 32 công 1.296 mét vuông nha em con. Thì anh em nhớ, tại vì cái trà lúa của em ngày mai thu hoạch, nhưng mà hiện tại á, 99 ngày nó vẫn ra rễ như là để nhánh gì em con. Thì trong quá trình làm á, thì do cái vùng đất này là vùng đất phèn đó, nên khi khi bón phân cứ hạt á, thì em có bón là sumo pH với sử dụng trộn với KCl3 để bón ở giai đoạn lúa lúa công cho me nha. Do tình hình về gầy phân trắng nặng ấy em con, thì em bón hơi sớm, thì em bón tỷ lệ là 5 kg KCl3 và 10 công em trộn 2 kg sumo pH ở vùng đất phèn này. Thì tổng cái thu hoạch đó em con, tổng mà em phát trực tiếp trên Facebook, có nhiều anh em có xem Facebook thì đã biết rồi đó. Thu hoạch là em phát trực tiếp luôn anh con, phát trực tiếp trên Facebook đó. Thì em để cái phần đường link dưới cái phần Facebook, dưới cái đường link ở dưới phần mô tả nè con. Anh em vô cái phần mô tả, anh em nhấp vô đó, anh em xem giùm em cái nha, ở trên Facebook, ở trên Facebook á. Thì tổng cái chi phí đầu tiên, về nói về cái chi phí nè con nha, thì tổng là 32 công này là 60 triệu 049 ngàn nha, là cái tiền chi phí nha anh con, phân và thuốc. Đó. Tổng tổng từ đầu vụ tới cuối vụ nghe, đó là chỉ là phân và thuốc, tiền dầu, rồi tiền thuốc thuốc đổ chuột thì em chưa tính nên con, tại mua lắc nhắc á, với tiền thuốc chuột nữa, thì nói chung là em chưa tính nữa. Thì em tính chỉ tiền thuốc và tiền phân mình xịt, trên cơ bản là mình xịt á, xịt từ cái việc mầm trở đi á em con đó. Thì trà lúa em ngày mai thu hoạch á, là cái trà lúa này giai đoạn 99 ngày thì nó 100 ngày thu hoạch nha anh con ha. Thì em cũng chia sẻ anh em bà con trên cái Facebook phát trực tiếp rồi đó anh con. Với lại trên màn hình em có để cái hình ảnh cái bộ rễ anh con nha, bộ rễ lúa mà sau khi cho cái bộ rễ lúa mà khi 99 ngày thu hoạch đó, thì em cũng nhờ em dịch cho anh em bà con mình xem nó, cái bộ rễ nó như như vậy đó anh con nha. Đó, thì trong quá trình làm em cũng chia sẻ từ giai đoạn em xịt, từ giai đoạn một đó anh con. Anh em cố gắng cố gắng bấm đăng ký xem lại nha, thì em sẽ ra video để cái vụ hè thu này đầu tiên về cái giải pháp cứng cây nè, giải pháp cứng cây nè, cách mà làm lúa để nhánh ở cái thời điểm này và hạn chế cái tình hình mà vàng lá chết cây luôn nha anh con. Nói chung là cái thời vụ đông xuân thì anh em thấy tình hình dịch hại nhiều chỗ nó dữ dằn lắm nha. Thì như cái vụ đông xuân như vậy thì hè thu sẽ kéo theo hè thu ha. Đó, thì hè thu thì nói chung cái vụ hè thu thì cái ở trên vùng đất này á, thì tháng 5 em mới xuống giống em con, tháng 5 âm lịch, còn ở Tân Hiệp là chừng 3 tuần em xuống. Nhưng mà em cũng cố gắng em ra trước để chia sẻ anh em những cái thứ nhất là quá trình bón phân, cái hai là quá trình xịt phun thuốc ha. Thì anh em cứ, nếu mà thật sự anh em tin thì anh em xem nhé, đăng ký kênh em xem, còn không thì thôi anh em con. Cái này là em chia sẻ trên cái thực tế em làm. Nói gì thì năng suất cái trà lúa này đó là tổng 32 công này mà chưa trừ bờ trừ mương, định vị trên trên bản đồ nghe anh con, là tổng là 32 công 1.296 mét vuông chưa trừ bờ nha, chỗ chưa trừ mương, tại vì do trên định vị nó không không để mương nha anh em con. Nó thì nó được là 797 bao nghe, mà trong đó có khoảng 10 bao khúc 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 gì anh con. Thì em có để cái bảng bảng giá ở bảng năng suất ở trên trên màn hình luôn đó em con nha. Thì anh em cố gắng anh em xem thật kỹ với mẹ em qua cái tình hình đó.
Đối với lúa em á, em làm như thế nào thì em chia sẻ anh một con vị, nhưng mà khi thu hoạch nó vẫn ra rễ nha, nè con ra rễ trắng đó mới cây rễ biết. Còn nhiều cái trường hợp như là những nông dân của em mà làm về OE18 là không bao giờ bị đổ ngã và không bao giờ bị chết cây nha, nè con. Nói trong vô quá trình mình làm thì em cũng chia sẻ nhiều cái video đầu vụ đông xuân 2024 là cái thằng ở OE18 mình cần làm gì để hạn chế vụ mà chết cây nha. Thì nhiều anh em cũng đạt năng suất rất cao nha anh con nha. Rồi về DS1 cũng vậy anh coi nha. Đó thì nếu thật sự anh em tin thì anh em xem và anh em áp dụng nha. Chủ yếu là làm sao cho thực tế để em chia sẻ bà con trên cái thực tế nhất. Thì nhiều anh em có hỏi em như thế này, thì hỏi em là khi mà Phương chia sẻ vậy thì nông dân Phương làm chúng của Phương không? Em nói thật sự nông dân em làm chúng hơn em rất nhiều nha anh con nha. Thì bây giờ em thường là em gì em trả lời trên cái Facebook và Zalo nhiều nó, và em thường em kéo cái nông dân gì đó để em chia sẻ cho nó thực tế một chút nha. Nó thì mình lên đó mình phát trực tiếp hay là mình chia sẻ và trao đổi có cái những cái trường hợp như thời tiết như hiện nay nó thì nó năng suất nó gì anh con. Thì anh em cứ lấy là nó được 41 tấn nha, 0,6 kg, nó là em chừa lại 14 bao, nó là tổng được bao nhiêu đó anh em con nha. Nó thì em làm sao em chia sẻ anh em vị vậy nha. Còn về cái vùng đất ở Tân Hiệp, ở vùng đất Tân Hiệp thì được 22,5 bao nha, là bán giá được 7,78 ngàn, nhưng ở trên hồ đất này bán được 7,6 em rồi, có 7,8, còn ở dưới Tân Hiệp thì bán được 8 ngàn nhưng mà bớt 50 đồng nha em con. Thì ở Tân Hiệp là tổng được 22,5 bao thì không 1.296 mét vuông, đạt được 1 tấn 283 kg. Đó là em chia sẻ thật sự như vậy. Có 1.296 mét vuông đó, thì em chia sẻ như vậy, em chia sẻ trên cái thực tế nha anh con. Đó anh em cố gắng, nếu mà thật sự anh em tin tưởng ruộng ở miền Tây thì cố gắng và bấm vào từ đăng ký kênh và xem những video về chia sẻ về cái kỹ thuật cuốn phân về trên cái năng suất là em chia sẻ như vậy. Thì nó chi lượng chi 32 công là tổng cộng là 60.049.000 nha, chưa trừ tiền mua thuốc chuột, mua tiền mặt nha, chưa trừ tiền mua thuốc chuột chứ mua dầu đó, mua dầu đổ 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 thuốc chuột nha. Đó là cái này em chia sẻ, tại vì cái vùng đất là em chia sẻ những cái tổng tiền nghe em con nha, để sử dụng cho một vụ nói như vậy em con nha. Đó rồi em chào anh em con, chúc anh em con sức khỏe.